Hai, chào anh em nha, chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình lên rẫy và mình quay lại cho anh em xem cái đợt vừa rồi, cách đây thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, ba, ngày thứ tư thì khoảng tầm 4 ngày nha. Khoảng tầm 4 ngày sau khi mình phun thuốc rầy, phun thuốc trị rệp sáp. Thì trước khi phun thuốc trị rệp sáp á, là mình đã tưới, tưới một đợt. Khi mình tưới á, thì mình phun vào trong, mình vặn vào nước cao á, mình phun vào trong cái hoa để cho cái những con rệp sáp nó tơi ra, hoa nó rụng và hoa khô á, nó rụng và con rệp sáp nó tơi ra, nó rớt ra, thì mình mới bắt đầu mình tiến hành mình phun thuốc nha. Thì mình sẽ cho anh em xem, cho mọi người xem ha. Thì đây, đây ví dụ như cái này thì hoa nó đã nở khô rồi này. Thì mình phun trước khi mà mình phun thuốc rầy thì mình đã phun nước vào đây rồi, xịt nước vào đây, nước nó vào đây nó sẽ rớt những con rầy xuống ha, rớt những con rầy xuống. Và sau khi rớt những con rầy xuống và những con còn lại ở trên này thì mình tiến hành mình phun thuốc rầy. Nhiều anh em hỏi là mình dùng cái loại thuốc trị rệp sáp loại nào, thì nói thật với mọi người là mình cứ ra tiệm tiệm thuốc trừ sâu và mình lấy thuốc thôi. Người ta bán thuốc gì thì mình lấy thuốc đó thôi các bạn. Tại vì theo mình được biết thì những con này nó cũng không phải là khó trị đâu, phun thuốc nó cũng dễ chết lắm. Chỉ có điều là nó đẻ nhanh quá cho nên là nó tái lại thôi, chứ nó không phải là nó không chết. Nó vẫn chết nhưng mà nó tái lại, cho nên là mình cũng không quá quan trọng về cái thuốc. Chủ yếu là mình kỹ càng trong cái khâu phun thì cố gắng phun cho kỹ ha. Phun kỹ, phun vào những cái hốc hác như thế này này cho kỹ thì nó sẽ chết thôi. Đó, thì mình đã phun thuốc, xịt nước và phun thuốc các bạn. Cho nên là mình thấy là sau 4 ngày thì mình thấy là nó chết cũng khá nhiều các bạn. Nó chết, nó rụng cũng khá nhiều vì mình phun rất là kỹ. Có những cái nó bị trước thì nó tự trái luôn. Và bây giờ mình đợt tưới thứ hai đó thì mình đã cho phân rồi. Cho nên là bắt đầu nó đi những cái đọt như thế này nè các bạn. Đây nè, mình tưới đợt đầu nó sẽ ra hoa như thế này ha. Đó, đợt thứ hai này, đây là những cái hoa đợt thứ hai nó ra được 2-4 chùm hoa nữa nè. Đó, thì đợt thứ hai mình vừa tưới và mình xịt rầy, bắt đầu nó ra rồi nè các bạn. Nó bắt đầu đọt, bắt đầu ra để sinh trưởng rồi nè các bạn. Cho nên là cái giai đoạn này thì mình bắt đầu mình khoảng tầm 10 ngày nữa thì mình sẽ tưới đợt 3 và mình tiếp tục cho phân ha. Tiếp tục cho phân. Chủ yếu là mình cho phân NPK mà chủ yếu là đạm cao bạn ha. Đạm cao để cho nó kích thích sinh trưởng với lại nó giữ trái. Khả năng là mình sẽ xịt một đợt bón lá nữa kết hợp với rầy. Theo cái lịch trình của mình thì sau 7 tới 10 ngày mình sẽ phun lại tiếp tục phun lại rầy ha, rệp sáp ha. Thì bây giờ đã 4 ngày rồi thì để mình coi từ những cái đợt lứa bông này này, lứa bông sau này này nó nở hết ra và nó héo lại thì mình mới phun ha. Chứ bây giờ nó đang hình thành búp như thế này thì mình không có dám phun, mình cũng sợ ha. Cho nên là mình sẽ đợi cho nó ra, nó nở hết, nó nở đợt hai hết thì mình tiến hành mình tiếp tục phun rầy và rệp sáp ha. Và vẫn giữ cái cách phun như cũ thì mình sẽ dùng, nếu đợt này mình không tưới thì mình sẽ dùng cái vòi phun thuốc luôn, cái vòi xịt đó mình sẽ nổ bơm, mình dùng cái vòi xịt đó mình xịt nước vào đây luôn, xịt nước cho nó này, các bạn này vẫn còn ít này, màu trắng trắng đó vẫn còn ít ha. Không lấy ở đây, mình sẽ lấy cho các bạn hơi mờ, không lấy cái nét được. Đó, mình sẽ một màu trắng 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 này, đó màu trắng trắng này nó vẫn còn một ít này nó, nhưng mà nó chết rồi, nó chết ở trong rồi các bạn. Cho nên là mình sẽ rửa sạch luôn, mình sẽ dùng cái vòi phun thuốc á, mình sẽ nổ bơm vòi phun thuốc á, nhưng mà mình phun nước, mình xịt nước này, xịt nước vào đây luôn, mình rửa sạch những cái này luôn đó, cho cái trái nó sạch. Trái này hiện tại đây rầy rệp sáp rồi, rầy đen, rầy trắng, rồi bú xuôi các kiểu này, nó không được sạch này. Đó, thì mình sẽ dùng vòi nước mình xịt, mình rửa cho kỹ đi. Sau đó rửa xong rồi mình sẽ tiếp tục xịt rầy tiếp một đợt nữa ha. Đó, làm với thiệt kỹ chứ không là nó tái lại rất là nhanh các bạn. Đó, này có những cái nó bị chết trái luôn các bạn. Này chết trái luôn rồi.
chưa có mấy trái à. Cho nên là đợt này, đợt vừa rồi thì mình phun khá là kỹ, nhưng mà cà mình thì hơi vàng, tại vì cái mùa trước mình không có bỏ lân á, cái mùa mưa đợt năm ngoái mình không có bỏ lân á, cho nên là nó không có được, rễ nó không tốt, cây nó không có giữ nước được các bạn, có lân cây nó không có giữ nước được, cho nên là cái mùa này nó cây nó hơi bị héo, nhưng mà không sao, mùa này thì nó héo thôi chứ cũng không vấn đề gì, không quá, nó vẫn nuôi trái đồ ok thì mình thấy cũng ổn rồi. Năm nay thì mình thấy bông nó cũng khá là ok các bạn. Đó thì mình cho các bạn xem đó, thì cái lượng rệp sáp ở trên cây nó cũng đã giảm đi rất là nhiều rồi. Chỉ còn những cái chỗ này nè, đó những chỗ này là những cái mình phun không tới các bạn. Nè nó che như vậy nè, mình phun không tới nè. Đó những chỗ này nó bị che nè, phun không tới cho nên nó vẫn còn nè các bạn. Thấy không? Nó ăn nè, keo hết luôn. Những cái này nè nó còn cái nó hút nhựa. Nó keo lại như mật ong các bạn. Đó. Mình phun không vào là nó không chết đâu các bạn. Cho nên là cố gắng phun thiệt kỹ. Càng kỹ càng tốt. Đó, cái này thì đợt 2 mình sẽ phun lại. Còn bao nhiêu thì mình sẽ phun lại, phun nước rửa sạch, sau đó là phun cách phun nước xong thì mình sẽ phun lại rầy, phun thuốc rầy ha, thuốc rầy ra rệp sáp ha. Đó thì phải thiệt kỹ đó, nó mới sạch được như thế này. Đó, những cái này đã dần sạch lắm này. Đó, nên là cái vấn đề phun thuốc phun xịt nước trước á thì rất là tốt, chứ còn nếu mà mọi người mà chỉ phun rầy không, phun thuốc rệp sáp không ấy, cứ xoa doa qua không thôi á thì nó sẽ khó chết ha. Thứ nhất là khó chết, thứ hai là nó không có thấm được vô trong những cái chùm như thế này này, là không có tác dụng đâu. Không chịu khó phun cho thiệt kỹ này, có những cái bây giờ nó đã sạch này đó. Thì mình sẽ phun lại đợt 2, sau 10 ngày mình sẽ phun lại đợt 2 ha. 10 ngày mình sẽ phun lại đợt 2 rồi, nếu mà nó sẽ đỡ, chắc chắn nó sẽ đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn chưa hết triệt để thì mình sẽ thêm một đợt thứ ba nữa các bạn, được tưới nữa. Vậy là mình nếu mà mình sẽ thành là ba đợt. Đợt đầu thì mình vừa tưới bỏ phân và mình xịt luôn, mình vừa tưới bỏ phân xong mình xịt vào đây, nó sẽ bung ra này, bung máy này ra này, đó bung máy này ra, sau đó thì mình xịt thuốc vào đây, đó xịt vào đây thì nó sẽ mới chết được một phần rồi này. Rồi thì đợt thứ hai á thì mình, tại vì 10 ngày sau thì mình phun thuốc rầy lại rồi, cho nên là mình chưa tới đợt tưới, khoảng 15-20 ngày mình mới tưới, cho nên là đợt hai là mình sẽ xịt nước ở đây, xịt nước cho nó khô rụng hết mấy này đi, đó xịt nước tiếp một đợt hai và phun thuốc tiếp một đợt nữa. Rồi đợt thứ ba mình sẽ tiếp tục vừa tưới vừa xịt nước lên bông luôn, để cho nó rớt mấy cái này xuống. Đó thì đợt ba mà nếu như là nó chưa sạch thì mình sẽ phun thêm được nữa, nhưng mà mình nghĩ hai đợt thì nó đã tương đối rồi các bạn. Mình nghĩ tại vì đợt trước mình xịt này thì nó đã hết đi rất là nhiều rồi, còn không bao nhiêu hết. Đó thì mình đã quay lại cho anh em xem, cho mọi người xem để mọi người theo dõi là cái cách làm như vậy thì nó có hiệu quả hay không. Cho nên là cái thuốc phun là cũng không phải là quá quan trọng đâu. Mình nghĩ thì thuốc rầy trị rệp sáp này thì mình thấy khá là nhiều trên thị trường rồi, nó cũng không quá quan trọng đâu các bạn, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái cách các bạn phun á. Thì mình phun khá là kỹ, mình thấy cái vừa kết hợp giữa phun nước để rửa và kết hợp giữa phun thuốc thì nó rất là sạch luôn. Đó thì đó là một vài cái lưu ý nhỏ mà mình nghĩ là sẽ tốt trong cái mùa năm nay. Đó thì hy vọng là mọi người sẽ có một mùa bội thu ha. Rồi bye mọi người nha, hẹn mọi người vào những video lần sau. Bye mọi người.